Thưa quý vị, trưa nay 28 tháng 3, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Galaxy tại một chung cư ở phường Linh Tây và công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam trong một tòa nhà ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến hơn 12 giờ cùng ngày, rất đông lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa kiểm tra hai địa điểm này. Theo ghi nhận, việc quay phim chụp ảnh bị hạn chế. Việc phong tỏa kiểm tra bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra khám xét văn phòng đại diện toàn bộ chi nhánh của công ty cổ phần kinh doanh F88 và nhiều công ty tài chính khác trong động thái ra soát xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính thu hồi nợ trên địa bàn.